màn chào sân đầy ấn tượng. Liệu các đội chơi có vượt qua những thử thách khó khăn? Kính mời quý khán giả đón xem game show Thử thách đường phố phát sóng lúc 19h45 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV Cần Thơ 1. Muốn nhanh chóng có nhiều hợp đồng lớn, Chili đang rơi vào cái bẫy do Quý giăng ra mà không một chút nghi ngờ. Bây giờ còn nhiệm vụ của em á là kiếm công ty cung cấp dịch vụ, rồi đề xuất qua cho anh các dịch vụ cộng thêm á, em ghi nhiều nhiều vô để anh dựa vào đó mà ký hợp đồng với em. Một lòng yêu vợ nhưng Quốc vẫn không thoát khỏi ải mỹ nhân. Anh có dừng lại kịp lúc để gia đình không đổ vỡ. Khách hàng quan trọng của anh là ai mà tại sao lại có dấu sâu như vậy? Đàn ông ra ngoài tiếp khách thì phải như vậy chứ sao? Có gì đâu mà em làm lớn chuyện vậy? Những tình tiết tiếp theo của bộ phim Những Đoán Ngọc Lan sẽ được gửi đến quý khán giả vào lúc 18h45 trên VTV Cần Thơ 1. Mời quý khán giả đón xem. Những địa điểm cũ, những phi vụ cướp của, giết người, những vụ vận chuyển mua bán ma túy. Bồ câu đã về tổ, chuẩn bị sẵn sàng thức ăn. Và những cuộc truy bắt tội phạm đầy mạo hiểm. Mục tiêu khách sạn giả nhận lập tức hành động. Những chuyện tình đầy lãng mạn sẽ được thể hiện trong bộ phim Ranh Giới Sinh Tử phát sóng lúc 20h45 từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh VTV Cần Thơ 2. Kính mời quý khán giả đón xem.